Em chào các bác, các chị bất phạ. Em chào các bác, anh chị mạnh khỏe. Em chào tất cả các bác, anh các chị mạnh khỏe. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng anh Sô, chị gái và anh Đông Tí Hon. Hôm nay thì mấy anh em thì đang vào nhà cô Hảo Tí Hon. Trong cái chương trình đó là hôm nay thì là đưa chị gái cùng anh Đông, anh Sô vào thăm ba mẹ con nhà cô Hảo, xem mà tình hình sức khỏe của ba mẹ con dạo này ra sao, bò bê chăn nuôi như nào, lợn gà ra sao. Đấy. Nhà cô Hảo thì là các bác, các mạnh thường quân là giúp đỡ là hai con bò, hai con lợn. Đấy, cộng với lại sửa sang nhà cửa. Và Hoàng Hiền vào thì xem là tình hình tường. Đấy, nhà cô Hảo đã khô chưa. Đấy, nếu mà khô rồi thì sẽ tiến hành là xem là nhà cô Hảo thì có nhờ được người sơn hay không. Đấy, cô Hảo thì hiện nay vẫn còn tiền. Đấy, tiền đó thì là thoải mái để thuê thợ sơn. Đấy, nếu mà cô Hảo mà cô ấy nhờ được người sơn ấy thì cực kỳ tốt, thì là cái tiền đó thì sẽ để cô làm một việc khác. Còn nếu mà không nhờ được người sơn thì là sẽ thuê thợ để sơn đấy cho nhà cô Hảo Tí Hon. Đấy, còn về phía sơn thì là các bác xem video các bác biết rồi, bên phía công ty sơn Liho là cũng tặng nhà cô Hảo sơn giống như nhà anh Sô với nhà chú Điểm. Đấy, nhưng mà màu của nhà cô Hảo thì khác nhà anh Sô. Nhà anh Sô với nhà chú Điểm là màu nông gà con giống nhà anh Đông. Còn nhà chị gái này, nhà cô Toán Tí Hon với nhà cô Hảo Tí Hon là màu xanh. Đấy, giống như màu nhà anh Lự ở trên kênh của sư phụ của Hoàng Hiền, anh Thắng ấy. Đấy, thôi đi các bác. Vào nhà cô Hảo Tí Hon. Sau khá nhiều ngày rồi. Đấy, phải vài tuần rồi. Đấy, Hoàng Hiền chưa quay trở lại thăm ba mẹ con nhà cô Hảo Tí Hon. Cô Hảo Tí Hon cũng là một hoàn cảnh nói là rất khó khăn. Đấy. Ở trên kênh YouTube của Hoàng Hiền, chồng mất rất lâu, một thân một mình cũng nuôi hai con, hàng ngày cũng không làm được cái gì. Đấy, chỉ có cũng kiếm củ như chị gái này. Đấy, xong là trồng rau để đi bán. Đấy, chị gái này thì hàng ngày thì đi có món là bắt ốc. Đấy, cô Hảo thì cô không bắt ốc, mà cô Hảo cô ấy trồng rau cô bán, mới lại thỉnh thoảng họ thuê cô ấy đi buộc cái chổi. Đấy, thế là cô đi buộc kiếm một đôi đồng. Đấy. Lúa đã xanh rồi, sức sống mãnh liệt quá. Đấy, cứ mỗi lần mà đi qua chỗ này ấy, thì là nhìn cái bãi cỏ nhà anh Sô lại cực kỳ thích. Đấy, mà các bác xem vô rất nhiều bác, các bác điện cho Hoàng Hiền, phải nói là một ngày là Hoàng Hiền phải nhận được khoảng độ 5 đến 10 cuộc gọi điện thoại của các bác là riêng hỏi về anh Sô thôi. Đấy, có nghĩa là, nhưng mà chủ yếu là bác có chia sẻ là rất khâm phục cái nghị lực làm ăn của anh Sô. Đấy, về cái việc cỏ kiếc làm ăn. Ô, con chào ông nhá. Gặp ông Thảo. Kiếm ăn gì trên mảnh đất khô cằn này không? Toàn người đẹp. Chơi sợ gì? Có đâu nhá. Thôi nghe rồi, người chào người anh em rồi. Ông Thảo vui lắm. Đồng Tí Hon. Chị gái này hôm nay là lần đầu tiên được vào thăm. Đấy, nhà cô Hảo Tí Hon.
anh Đông được vào khá khá. Tự mình ngắm mình trong giường. Thế nào? Thấy mình xinh không? Xinh. Xinh mà anh Sô chấm 10 điểm mà. Anh Sô đang cười tủm tỉm. Cười tủm tỉm luôn đấy. Anh mà chúng bỏ mới cả. Chào nhà rồi. Sao? Anh đập ra. Bây giờ cho anh chấm lại chị gái anh chấm mấy điểm? 10 điểm. Vẫn chấm 10 điểm. Ai à? Chấm mạnh dạn đấy. Chấm ma tay đấy. Đâu điểm? Cười phớt lỡ nhỉ? Cười chứ. Có gì vui mà cười? Vui. Hả? Vui chứ. Vui. Vui, vui, vui việc gì? Vui mà được vào nhà cô Hảo. Ai nhỉ? Đến nhà cô Hảo tí con. Ai à? Được. Đâu anh Sâu đánh cho không? Ai à? Ai à? Biết Sâu tay đánh áp phết nhỉ? Ai à? Chị gái mới đánh không? Hả? Mới đánh à? Chào chú chưa? Chào bé đấy. Hả? Nhớ chú là ai không? Chú nào? Hả? À, chung người từ đấy lấy đi đón em về đấy đúng không? Mẹ đâu? Hả? Ở đâu? À. Em chào chị nha. Chào cô Hảo tí hon. Em chào chị nha. Đi vào. Ai à, đâu ngó lợn trong nhiều ngày không gặp rồi. Ai già. Lợn ăn chưa? To chưa? Ăn không? Yeah. To lợn nhanh đâu không? To lợn nhanh không? To đâu. Hả? À, này, nó như nào? Nhà anh to nên bé hơn. Nhà anh bé hơn à? Nhà cô Hảo là bắt đầu tiên. Cho nên là chọn con to nhất. Đấy. Con đen các bác nói là bìa ba mươi hơi của anh cho. Con đen đấy. Trên 40 hơi không? À. Nhưng mà con vàng nghe là từ đợt ốm là bị tọp đi nhiều nhờ. Nên là so với con đen thì nó bé hơn. Đấy, nhưng mà thực ra nó vẫn lớn rất nhanh. Nhưng mà so với hai con thì nó bé hơn thôi. À. Đấy. Dài chưa? Đấy, chị gái hôm nào phải mua lợn nhánh xô giống lợn này này. Mới uy tín. Không phải mua, cứ lên ả được. Ông Thảo bảo nên ở chân thoải mái. Ai à? Ăn mạnh không cô? Ăn mạnh. Hôm qua nó nhảy này, cô phải xây cái này. Ai xây? Cô xây. Tự xây à? Ai à? Thấp quá nhảy lên đúng không? Thấp quá nhảy. Nó còn nhảy ra mấy lần đây. Thế bây giờ cô có chân cá mấy là vẫn nấu? Cô vẫn cả cám thêm mà cả cháo. Kèm vào gì? Đói nhảy ra. Cô chăn hai này hết mấy bao cám rồi? Cô chăn được 4 bao. Tất cả 4 bao rồi. Ai nhỉ? Được, chăn mạnh mạnh lên. Chứ bò này cô nhốt này chưa? Bò cô chưa ở đây và các bác đang làm hộ cái toang ở ngoài. À, toang nó xong gì? Mà các bác hôm qua hôm kia mới làm cho mấy. Đấy, chắc chắn nhá. Các bác đập thanh này thoải mái chắc rồi. Từng đu chung. Sợ bị tao thằng này. Người kia. Này nhốt vài con được rộng rãi. Mừng cho cô Hảo rồi. Bò có buộc đâu? Bò có buộc ngoài này. Ngó nhà nhưng mà khô chưa anh xô vào xem mà khô chưa. Vâng.
Đó. Vừa giống ngô hả cô? Xong chưa? À cái miếng này đây à? À. À. Ngoài này khô trắng hết rồi. À. Đấy. Đấy, sáng quắc luôn. Nhà cô Hảo này là điện cái thứ là anh xô đấu hết đấy. Đấy, đây cửa này. Cửa chát lại nhà này. Đấy, cô Thúy Hằng giúp đỡ. Đấy. Đẹp hết rồi, các bác xem vô các bác biết. Bỏ bê. Ừ. Khô rồi. Ổn rồi. Đây tivi nữa này. Tivi xem được không Trung? Vẫn chạy tốt chứ? À ok, đấy được. À ừ, bật bật lên. À được rồi, ok. Đấy. Đây là cũng 43 inch. Con này là giống hệt nhà cô Toán Thi Hòn. Được rồi cô, anh cho. Đang ngó ngó bỏ thôi. À. Đấy. Khô rồi, xôi được rồi. À. Cô cong hết rồi. Ngó bỏ bê cái. Ấy, con này này, chị gái này, thấy chưa? Con này đi nước rồi đấy. Con kia có con nữa. Hai con đi nước hết. Ngồi ba nữa đây. À. Ấy. À. Con này nằm bao lâu anh Châu nhỉ? Con này nằm có bò mấy tháng rồi nhỉ? 3 tháng à? Thế cái con con gì? Thì nó hơn 2 tháng thôi, bởi vì là bò nó 2 tháng rưỡi rồi. Bắt đầu nông mượt nhỉ? To. Chân tay. À. Được đấy. Bò về. Xong rồi, hiện ra xem cỏ à ừ được. Đi đi, ra ngó cỏ cái. Xem là như nào. Rồi, các bác xem mừng nhá. Bò nhà cô Hảo là cô có nhiều ai giúp không? Cô có. Ai giúp bò? Thúy Hằng và bác Nguyễn Thế Vinh ạ. À, chuẩn luôn. Cô Thúy Hằng và chú Nguyễn Thế Vinh. Rồi, à. À, lên rồi đấy, nhá. Ừ. Ai nhờ? Được. Đấy. Bà con làm ăn là các bác thấy gặp gỡ nhau trao đổi kinh nghiệm làm đâu đấy hết. Đấy, đúng rồi. Đây này sạch bóng nha. À được. Đây phân do bón này. Vâng. Được rồi. Đấy. Khác hoàn toàn so với ngày xưa đúng không? Lúc mà cháu mới vào ấy. Nó rậm rạp cỏ giấc. Giờ nó ok rồi. À được. Đấy, chị gái mình đông sao rồi, cũng vậy như này, hiểu không? Này, này bác phân lên thì hết ý luôn. À. Vâng. Ừ. À. Được. Ừ. À đây mẹ chồng tiếp kìa. À, chồng mạnh đấy nhá. Được. Cô Hảo gần miso là yên tâm. Miso kinh nghiệm đầy mình. Chạy vào thường xuyên các bạn. Các bác xem dạo trước. Ngày nào Hoàng Hiền mà quay video nhà cô Hảo cũng thấy anh Sô ở đây giúp đỡ. Đấy, bà con cùng nhau. Nhìn bây giờ có sự sống nhỉ? Đúng không? Ngày xưa khô cằn mới là cái đúng bảo mình trước mình quay video cái mùa mà nó khô. Có còn mang vòi có tưới này. Tưới à được. Nửa tháng xong nó mưa. À. Được. Cô lên mới đạo không có mang vòi có tưới, ngày nào cũng tưới. Vâng. Sức khỏe cô dạo này nào? Sức khỏe cô cũng bình thường. Vẫn tốt chứ? Ờ. À. Cô Hảo nó sinh bao nhiêu nhỉ? Cô sinh năm 76 ạ. 76. À thế thì hơn chị gái nhiều. Chị gái là bao nhiêu? 83. 83 à? Ờ. À. Tầm 3, 7, 6. Ừ. 76 là tuổi em ấy. Chơi nhau 7 tuổi. Chị Hảo này gọi là giống nhau. Ừ. Của nhau ấy. Ai? Chị ở vợ anh. Vợ anh à? Vợ anh 76 à? 76 ấy. Anh bao nhiêu? Anh 84. 84? 84 tuổi chuột, 76 tuổi thìn. Thế là...
Thế là anh với vợ anh là tranh nhau là mấy tuổi biết không? 2 tuổi. Hả? Kém 2 tuổi thôi. Kém vợ anh 2 tuổi à? Không biết tính à? À đâu không biết tính. 64 với lại 76 là phải hơn nhau 8 mấy tuổi chứ? 10 tuổi. Đúng không? 10 tuổi. Hả? Nhà em bên đây được tuổi hơn. Đáng nghĩa là 86 và 76 là với nhau là 10 tuổi, 8 tuổi à? 8 tuổi. 8 tuổi. Đây là 8 mấy? 8 tuổi. 84 và 76. 84 mới lại 76 á? 8 tuổi. Hơn 8 tuổi. Ví dụ mình cứ tính là 86 và 76 là 10 không? Ai 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 cấp bằng cho anh? Hả? Ai cấp bằng máy lái cho anh, máy lái bay cho anh? Anh. Hả? Anh lái. Như vậy. Anh tự lái à? Lái cái lúc thì lái được, cái lúc thì không lái. Nó khó lắm. Ờ. Bị rơi vào nào chưa? Hả? Rơi bay vào nào chưa? Chưa rơi à? Có nghe rơi xuống giường vào nào chưa? Hả? Rơi xuống giường vào nào chưa? Chưa. Đang ngủ nằm xuống giường ấy. Đấy là rơi máy bay đấy. Bò đang buộc trên kia. Bò lên ngó ngó cái. Được. Để các bác ngó con bò cái. Xem là các bác giúp bò nó thay đổi gì không. Đấy chị gái ạ, thấy chưa? Bà con đều là tất cả là đều trồng cỏ rất mạnh nhá. Đấy, để có cỏ cho bò. Cho nên là chị về là trồng chỗ nào trồng hết và xem bãi nào họ không trồng là xin hết để trồng. Đấy. Ai nhỉ? Đấy. Cũng chia sẻ với các bác là nhà cô Hảo là từ ngày xưa rồi. Hoàng Hiền có nghe anh Sâu chia sẻ là cô Hảo là tất cả ruộng cấy bà con mà bỏ cấy là cô đều xin hết để cô cấy. Sau đó thì cô có thóc để cô sát, cô lấy gạo, cô nấu cám cho bò, cho lợn. Đấy và có luôn cám gạo để chăn nuôi. Đấy, các bác ạ, rất chịu khó. Tinh thần này là chị gái cũng phải là phát huy được cái này, bởi vì bây giờ mình ở nhà mình không làm được gì. Đấy, đấy cũng là một cái cách để mình làm ăn. Đấy, thay những cái hôm nào mình không đi bắt ốc được thì là mình cũng phải là như vậy. Hay là màu ấy, ngô nghiếc ở bãi nào mà họ mà không trồng thì mình cũng có thể là mình xin chị gái nhá. Xin trồng để có ngô nghê mà sau này mà lấy cây cho bò, lấy ngô mà chăn bò chăn lợn. Biết đâu Việt Nam à. Biết đâu cô cây 4 hào đây à? À bên này gì à? Mà bỏ 2 xào đây nữa này. Ai nhỉ? Cái mạnh ấy nhỉ? 6 xào. Thế là không phải chạy nước đâu gì? Cô không phải chạy nước à. Cô có mưa có thể có xin mạo cái. À. Còn ruộng nhà cô đây không có nước. Cô cấy 2 xào đây. Đây là ngốt nốt nhỏ trên là chú Thảo đây à? Nên là trước mua bò đang buộc ở đây, giờ cấy hết rồi. Đấy. Đấy. Khung cảnh quê hương các bác đến là đảm bảo yên vui không? Cô Hảo biết chị gái này không? Các xem video biết đúng không? À, chị gái này ở dưới Tân Lập ạ. Đấy, cháu cũng đang rất là vất vả. Vâng. Hoàn cảnh như thế vất vả. Đồng cảm đúng không? Cô Hảo cũng đồng cảm. Chưa đây còn không nghỉ thế nào, làm cả trưa luôn đấy. À. Bây giờ có lợn, có bò rồi, có cỏ, lúa cấy. Vâng. Ngô làm cả trưa luôn, chả nghỉ luôn. Vâng. Đưa đón con đi học, thằng anh ốm mấy ngày này. Thằng Trung á? À? Ừ. Nó nay khỏi chưa? Cháu cũng đỡ rồi đấy, cháu ốm 3-4 ngày này nghỉ học. À, nghỉ học nhà. Ừ. Nó bị sốt hay sao cô? Cháu sốt, amidan hay VA. À, đau họng à? Đấy mỏi nó. Ai dạ? Được. Vâng. Con bò đây các bác ạ. Đấy. Con này là một trong những con đẹp nhất trên kênh của Hoàng Hiền. Đó. Cực kỳ đẹp. Nông chăn phải như thế này mới là chăn. À. Đang trồng này đang dư cỏ. Uầy, các bác thấy thế nào? Bò thế nào? Con này tai to mặt lớn đúng tướng làm quan. Đấy. À. Cô không đọa hình các thầy quay nó nâu nó hút cao hả? Nó nhảy hút rồi. Chó. Ừ. Đây đúng không? Vâng. À. Bạn ơi. Riêng con này thì đông toàn hết, đừng hỏi. Vâng.
Con này, vượt vượt chưa ông? Vượt đấy ông Toán, mà vượt sau rồi mà bỏ nó ai vượt nó đâu. Nó chạy mạnh quá. Ông Toán vào nó nhìn nó hốt. Con này nó, con này thì to rồi, con này nó cày. Ê chạy con. Con này cày nó đi phăm phăm phăm. Con này giờ bắt nạt người ác phết nhỉ? Vẫn nhớ chủ nhá. Của anh hốt ấy. À. Vẫn nhớ. Vâng. Cái chăn nuôi nó phải. Ông nuôi từ bé. Mọi người nói là con này phải nói là con rất đẹp. Dạ. À. Ông nó cho ăn gì đấy, sắn à? Sắn thừa ơi, sang chiều cày vào nhà thừa. Ai à, có. Ôi, ôi, ôi. Chắc có tưởng lấy sắn rồi đó. À. Ừ. Này phải xử lý thôi. Ông có biện pháp gì ông phải. Cái này thì lạ thôi, người nhà thoải mái mà. Cô Hảo nó hút cô không? Có. Đấy, lạ đâu. Không. Thế là thế nào? Này thì chả biết là nó vẫn quý chủ sao ấy. Ông thì nuôi từ bé rồi nhưng mà con này. Nó phải như con nhà cô Lý nhỉ. Con đấy mà cưỡi nó còn chả gì, người lạ thoải mái. Riêng con này ông Toán đứng nhìn cái kia nó bắt bọn bố chạy rồi. Vâng. Vực nó. Vâng. Quánh nó hốt. Con này nó to không? Con phạp phạp rồi. À ông bắt đầu hoại sắn đấy à? À. Bây giờ ông rồng vụ rồng gì? Chưa, đợi đấy nó rồng sắn này. À ông rồng sắn tiếp à? Đợi rồng tiếp. À. Nay kỷ niệm các bạn thích cho sắn thoải mái nhé. Ai dạ? Hôm nay khuyến mại đây. Khuyến mại. Vâng. Đi bên kia. Đói đi, chẳng đấy. Ông đi cho tắm cho bác ạ. À. Tôi nói như giờ ông đi vá cho luôn, nằn hiền. À. Dễ sống. À. Vừa hút nước ruộng thì à. Ao hết 40 nước rồi. Ao cạn không? Ao cạn mất rồi. Mới nọ mưa mà không có ấy à? Bơm cấy gần mẫu này. À bơm cấy. Đây dây điện nó vứt vào bà ấy. Vâng. Đấy. Lên kia ở nhà sướng. Lên nhà anh Tomaso nhà mới được to phạm. À. Bên này Tomaso cây to chắc gì gỗ được. Má mưa mà thoải mái mà. À. Sô gái đấu vào cùng đồ cùng nhún như nó có tình cảm. À. Ai à, bia nhổ ẩm dễ nhỉ? Ai à? Ấy, chị gái nhổ đâu? Ai à? Hay sức bình tĩnh. Ai à, khéo phết đây. Đó, những cây bé, cây to nặng hơn. À. Được đấy. Ừ. Thì sắn nhà ông sai đấy nhỉ? À. Thôi. Vâng, này nhiều lắm rồi ông ạ. Đấy. À. Được. Vâng. Ô chị gái ơi. Hả? Thôi đủ. À. 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 Không tiêu gì hết không? Ai dạ? Vâng. Có xin ông nhá. Ok, mấy khi mấy chơi. À. Ok. À, nào kiểu anh lưu niệm à. À. Cạnh con bò của Hảo nhá. Rớt sắn đấy, rớt sắn rất đẹp. À, được rồi, nào. Che mặt rồi, nhông rồi, che mặt rồi. Rồi, nào. Đây, để góc này, treo này, đẹp hơn này. Nhìn thấy quả ơi. 1, 2, 3. Lên tivi luôn, rồi, mê chê. Con chào ông nhá. Vâng. Chào ông nhá. Vâng. Đang chuẩn bị mai lại tiến hành làm này tiếp đây nè. Làm gì không? Sơn cổ điện không? À, à vâng. Cũng loại thuê cẩu đây. À, vâng. Hôm nay chúng lấy một kia thuê cẩu đấy. Vâng, một kia to hơn nhờ. Ô, 300 bạc rẻ quá. Quá rẻ. Vâng, con chào ông nhá. Vâng. Bác Thảo rất tốt bụng. Mà bác ấy hay
có nghĩa là rất là vui, đấy, hay trêu đùa tấu hài rất là thoải mái. Đấy, các bác xem video các bác biết rất tuyệt vời. Đấy. Con bò nhà cô Hạ, con đấy là con đẹp nhất, một trong những con đẹp nhất trên kênh của cháu. To đẹp phạc già ngày. Hôm mua là bác ấy vườn lấy nước hôm trước, hôm sau mình mua. Đấy. 11.500.000 nhỉ. Đẹp mà rẻ. Đi có ngoan không con? Con. Hả? À? Nghe lời mẹ không? Dạ lớn lác hết rồi nhỉ? Vâng. Dạ lớn sáng xinh gái quá rồi, trắng trẻo rồi. Đang co ăn nhỉ. À, thông nó mấy nhỉ có hảo nhỉ? Lớp 2. À. Co anh chị nó lớp 3 rồi. À. Hơn nó một tuổi một lớp. Ừ. Sau khả năng lại là đánh mối. Vâng, hay ngon quá. Quá. Được quá. Thôi tí con làm quen dần đấy. Biết đâu ấy. Biết đâu duyên số. Duyên số tốt rồi. Đó. Duyên số được chúng ta gặp nhau. Đó. Như bây giờ bình thường thì trong hoàng cháu, nếu mà cháu mà không làm cái chương trình YouTube này thì cũng không thể nào quen cô với lại cô gái hay là anh show hay bà con được, đúng không? Đó. Nhưng mà như này thì quen rất nhiều và sau những ngày mà chia sẻ, tiếp xúc thì bây giờ nó luôn luôn còn lại những cái tình cảm rất ấm áp. Đấy. Thời gian thì các bác có thể trôi qua nhé, nhưng mà những cái kỷ niệm đẹp, những cái hình ảnh đẹp cũng luôn luôn là lưu giữ lại trong mỗi người. Đấy. Nhà cô Hảo Sơn được rồi đấy. À, vâng. Sơn được rồi. Cái này để con xem. Cô biển cô thử nhờ xem có người Sơn được không nhá. Xong cô trao đổi với cháu. Nếu mà không nhờ người Sơn được ấy thì là vẫn còn tiền đấy thì sẽ thuê thợ Sơn nhá. Còn nếu mà nhờ được người Sơn được thì cái tiền đấy lại để cháu gửi lại cho cô để cô sử dụng đấy nhá. Còn mấy triệu ấy tiền cô Thúy Hằng giúp cho mình nhá. Dạo này cô làm gì? Dạo này cô đi làm chổi, thứ thoảng đi làm được đôi buổi. Còn lại ở nhà bò mẹ lợn để đưa đón cháu đi học. Giữ gìn sức khỏe nhá. Có gì có điện cháu nhá. Ok. Vào mấy mẹ con cứ khỏe mạnh, vui vẻ này là được rồi. Bò bê cứ thế chăn thôi. Chuồng trại là có thêm chuồng rồi chăn là ok rồi nhá. Ok. Thôi chuẩn bị nấu cơm ăn uống đi không muộn nhá. Cháu xin phép là mê chê quay trở về. Cô cảm ơn Hoàng Hiền. Vâng. Nhá xem Sơn như nào, không có gì điện cho cháu. Nhá. Ok. Khỏe ốm chưa? Hả? Ăn nhiều rồi nhá. Dạo này cao đấy, cao bằng chú rồi. Hả? À, lớn dầu lên cao bằng chú luôn rồi. Thôi kệ kệ, được rồi. Chú vào đây nhá. Đấy. Sắn cực ngon. Ngày hôm nào ăn sắn hết ý. Các bác ăn sắn không? Các bác về Thái Nguyên ăn sắn đây. Ôi, mình đang hình dung ra cái lúc mà luộc chín này chấm đường rồi đấy. Mình đang đói, đang lại nuốt lưỡi rồi. Các bác có đang hình dung cái Hoàng Hiền không? Đang đói. Muối vừng à? Muối vừng hay là đường đều được. Mỗi người thích một sở thích. Lại quay trở về tuổi thơ nhỉ. Các bác ạ, trên kênh của Hoàng Hiền nhá, các bác xem video thì rất nhiều bác điện cho Hoàng Hiền mà các bác cũng cảm nhận được là có một cái sự chân thật gần như hoàn toàn đấy, hoàn toàn luôn đấy. Đấy và rất mộc mạc bình dị trên quê hương đấy, những cái hoạt động hàng ngày của bà con sinh hoạt ra sao, ăn uống như nào đấy, những món ăn, những món ẩm thực rất bình dị chất phát đấy, như con hến, con ốc, con cá, con cua hay là củ sắn, củ khoai, mồ hôi chăn mặn nhưng mà tình cảm của con người luôn luôn là dành cho nhau rất ấm áp đấy, thực sự là như vậy các bác. Đấy, Hoàng Hiền cũng luôn luôn là muốn chia sẻ với các bác những cái gì mà nó thực tế nhất đấy, nó không có qua chỉnh sửa đấy. Các bác xem video Hoàng Hiền hầu như là Hoàng Hiền rất ít khi phải cắt ghép video mà cứ xuyên suốt từ đầu đến cuối luôn. Có như nào thì chia sẻ đến các bác như vậy, chân thật về cuộc sống của bà con đấy, để các bác có thể cảm nhận được từng nhân vật một đấy, trên kênh của Hoàng Hiền. Mỗi một thước phim, mỗi một đoạn video quay
là các bác có thể cảm nhận được tính cách đấy, từng người, từng nhân vật trong đó. Đấy, bây giờ cần nhắc tên bất kỳ một ai trên kênh của Hoàng Hiền là các bác đều nắm được hết, có thể kể một tràng thật dài ra về bà con. Ví dụ như nhắc đến anh Sô là các bác sẽ kể một bài văn, nhắc đến anh Đông Yon thì chị gái cũng như vậy. Đấy, các bác đều hiểu rất rõ về về bà con. Đấy. Rất là mừng. Lại qua bãi cỏ, lại thích lại thích bãi cỏ anh Sô. Em vẫn cứ ấn tượng cái bãi cỏ anh Sô từ hôm đầu mà anh cắt mà nó nhìn như bãi mía. Đây các bạn. Thì là bây giờ nó mới ngấm phân rồi. Nước nó lên mạnh nhỉ. Mỗi ngày anh nhìn thấy một khác. Ừ. Chỉ cần ngày nay ngày mai anh nhìn rằng nhìn tốc độ lên là khác. Vì là nó ngấm phân rồi. Đấy. Mọi người nó mưa có nước nó đủ độ lên. Vâng. Mà nước nó tăng vào không xịt. Đấy, tuyệt vời chưa? Ngọn mỡ nó giống cỏ này, sổ. Tuyệt vời. Ở đây là có những kỷ niệm anh Sô làm đây là kỷ niệm chặt đào Tết. Anh Sô nhớ không? Chặt đào Tết ở đây. Mùa này nó mưa nó được lên mạnh, đất ẩm rồi. Như vậy thì vừa xong các bác vừa cùng với Hoàng Hiền, đấy, anh Sô, anh Đông Nhon và chị gái vào thăm ba mẹ con của cô Hảo Tion. Đấy, các bác thấy là cuộc sống của ba mẹ con thì cũng như các bà con khác trên kênh của Hoàng Hiền đang ngày càng tốt đẹp hơn. Đấy. Nhà thì đã khô rồi. Chọn ngày và sơn thôi. Đấy, thì các bác sẽ đón xem các cái video tiếp theo của nhà cô Hạo Tí Hon trong các video tiếp theo. Sơn nhà. Đấy. Bây giờ thì Hoàng Hiền quay về và Hoàng Hiền cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Đó, xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng gia đình là có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều thành công và bình an. Các bác mới xem video của Hoàng Hiền thì các bác hãy kích vào nút đăng ký để ủng hộ Hoàng Hiền các bác nhé. Và nhấp vào chú bên cạnh để các bác sẽ nhận được những thông báo mới nhất từ các cái video của Hoàng Hiền. Đấy. Khi Hoàng Hiền post video một cái là các bác sẽ đón nhận được video ngay. Đấy. Bình thường thì là cứ một ngày Hoàng Hiền sẽ ra 2 video. Đấy. Vào buổi trưa khoảng độ 11 giờ trưa và buổi tối khoảng độ là 6 giờ tối. Đấy. Để các bác theo dõi. Ngày nào mà Hoàng Hiền mà không phải đi dạy, dạy nhiều hơn, quay nhiều video hơn thì là sẽ chia sẻ các bác nhiều video hơn để các bác xem cuộc sống của bà con ở trên kênh của Hoàng Hiền. Đấy. Vì bây giờ Hoàng Hiền thì không chỉ là YouTube mà Hoàng Hiền còn làm giáo viên nữa. Đi dạy rất nhiều. Tranh thủ là được nghỉ thì mới quay nhiều video chia sẻ các bác được. Đấy. Các bác ở mọi nơi là các bác điện cho Hoàng Hiền rất nhiều. Đấy, có chia sẻ là bác rất thích xem và Hoàng Hiền còn quay thật nhiều video. Đấy, để các bác xem. Cháu sẽ cố gắng là sẽ ra nhiều video để phục vụ các bác. Đấy. Và giúp đỡ thật nhiều bà con hơn nữa. Đấy. Bây giờ thì Hoàng Hiền xin chào các bác nha. Em chào các bác chị mạnh khỏe nha. Chào các bác các chị mạnh khỏe nha. Hình ảnh đẹp không các bác? Chị gái dạo này béo ra rồi nhá. Đúng không? Dạo này béo ra so với ngày đầu đấy. Béo hơn mà ăn mặc gọn gàng hơn rồi, sạch sẽ tuyệt vời đấy. Ổn áp đấy. Chào các bác nha.